nay mình làm video thì trời cũng đã tối rồi. Thì tiện đây thì mình lắp một chiếc bóng đèn LED và mình sẽ test thử cái ánh sáng trên cái dòng xe của Vision này để cho các bạn tiện các bạn tham khảo. Và để cho các bạn có cái nhu cầu mà tăng cái mức độ ánh sáng đèn pha cho xe của bạn khi lưu thông xe về ban đêm các bạn nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ tháo mở cái đầu đèn trên cái dòng xe Vision này ra để mình thao tác là mình gắn chiếc bóng đèn LED cho cái dòng xe Vision này. Với cái dòng xe Vision này có khách thì cái bóng sợi đốt thì nó cũng đã bị cháy rồi. Tiện đây thì theo yêu cầu của khách. Đây các bạn, cái bóng sợi đốt của xe thì mình đã tháo ra rồi thì nó đã bị cháy rồi. Thì mình tư vấn cho khách là nên thay sang cái dòng bóng LED để tăng cái mức độ ánh sáng đèn pha cho xe khi lưu thông xe về ban đêm. Mình sẽ gắn chiếc bóng đèn LED 3 tim cho cái dòng xe Vision này. Dòng bóng LED 3 tim này thì nó có thương hiệu là Osam. Thì nó chuyên gắn cho tất cả được những cái dòng xe từ xe số đến xe tay ga các bạn nhé. Và cái dòng xe xem xe quay đời cũ thì nó đã có đầy đủ tất cả các jack kết nối rồi. Các bạn chỉ lắp vô pha đèn xe của bạn và các bạn kết nối cái jack của bóng đèn vào cái điện của đèn pha xe của bạn là ok. Bây giờ thì mình sẽ thao tác mình lắp chiếc bóng đèn LED 3 tim này cho cái pha đèn trên cái dòng xe Vision. Và sau đó thì mình sẽ test thử cái ánh sáng để cho các bạn tham khảo luôn các bạn nhé. Đây các bạn, cái jack của bóng đèn thì các bạn sẽ kết nối vào cái jack điện của đèn pha trên xe của các bạn này. Sau đó thì các bạn sẽ lắp cái đầu đèn xe của các bạn vào. Cái cách mà thao lắp đầu đèn trên tất cả những dòng xe Vision như thế này thì trên kênh xe máy chất học của mình cũng đã có những các video hướng dẫn chi tiết về cách tháo và lắp đầu đèn trên cái dòng xe Vision này rồi. Thì bạn nào cần thì truy cập vào kênh của mình để tham khảo thêm về cái cách tháo và lắp đầu đèn cho dòng xe Vision. Với cái dòng bóng LED 3 tim này thì cái độ sáng của đèn pha nó sẽ tăng sáng gấp 3 đến 4 lần. Và cái độ sáng nó rất chi là ruốt khi các bạn lưu thông xe về ban đêm. Độ bền thì rất chi là cao. Và giá cả thì cũng rất chi là hợp lý cho các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu lắp cái dòng bóng LED 3 tim này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Giá cả thì cũng rất chi là yêu thương cho các bạn thôi. Với cái dòng bóng LED 3 tim này thì nó sẽ dụng gắn được cho tất cả những cái dòng xe từ xe số đến xe tay ga. Rồi là bạn nào đang sử dụng cái dòng xe quay, xe gem đời cũ, đời đầu thì sẽ gắn chung được tất cả các bạn nhé. Mình đã gắn xong chiếc bóng đèn LED trên cái dòng xe Vision này rồi. Với cái dòng bóng đèn LED này thì khi các bạn gắn cho xe của bạn thì các bạn không cần phải chuyển sang điện bình đâu các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái điện máy của xe. Bây giờ thì mình sẽ đè máy đầu khởi động lên để mình test cái ánh sáng để cho các bạn tham khảo chi tiết này. Cái ánh sáng đèn pha thì cực kỳ là sáng luôn các bạn nhé. Đây các bạn, nó tăng cái mức độ sáng lên gấp 3 đến 4 lần luôn khi xe các bạn lưu thông xe về ban đêm. Cái độ ruốt thì nó rất chi là ruốt luôn các bạn này. Các bạn chú ý cái ánh sáng nhé. Nếu xe của bạn đang gặp tình trạng mà khi lưu thông xe về ban đêm mà có cái ánh đèn pha nó tối thì các bạn cần tham khảo và có thể là mua những chiếc bóng đèn LED này về để các bạn gắn cho xe của các bạn để tăng cái mức độ ánh sáng đèn khi lưu thông xe về ban đêm các bạn nhé. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho các bạn cái bóng đèn LED lắp trên tất cả những cái dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe của Vision. Hôm nay mình làm video nói riêng, đồng thời thì mình test thử cái ánh sáng để cho các bạn tham khảo. Rồi là các bạn có nhu cầu thì các bạn sẽ mua cho mình một chiếc bóng đèn LED như này về để các bạn thao tác là lắp bóng đèn LED mới cho xe của các bạn tại nhà. Và các bạn lưu ý cho mình nha, với cái dòng bóng LED mà mình thao tác là mình lắp trên chiếc xe Vision của video hôm nay thì sẽ lắp được cho tất cả những cái dòng xe quay rồi là xe gem đời cũ, đời đầu của các bạn đang sử dụng. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã test thử và giới thiệu đến cho các bạn về cái dòng bóng LED 3 tim để gắn cho tất cả những cái dòng xe từ xe số đến xe tay ga. Thì anh em và các bạn xem video của mình, nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.